Vietcast 2 ngày 1 đêm cùng với diễn viên Kim Minh Tô, diễn viên Quốc Trường. Thưa tất cả quý vị, anh Trường Giang thân mến, cái lúc này thì là em cũng uống được rồi, nhờ anh Trường Giang. Anh Trường Giang thân mến, cái lúc này thì em cũng nhờ Trường Giang sẽ gửi một lời chúc đến với ekip của ngày hôm nay. Thì hôm nay thì biết là mọi người cũng đã dành thời gian đến đây để chúc mừng cho bộ phim, một lời chúc đến quý vị và đạo sư và anh Giang ạ. Thưa quý vị thân mến, đầu tiên là cảm ơn tất cả quý vị, những người đã có mặt ở đây để ủng hộ cho ngày ăn danh và chúc cho bộ phim của mình cũng như các chị em trong đoàn đoàn viên sẽ thật nhiều sức khỏe và sẽ có một doanh thu to nhất năm nay, và chúc tất cả mọi người hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Trường Giang đã đại diện cho các bạn của anh cả. Nhưng mà lúc này thì nhờ Quang Nguyên có thấy các bạn khán giả có hỏi thêm một ý nữa, muốn hỏi anh Lê Như Mẫu Lâm mà. Dạ, em qua chỗ anh cho gần nhá. Dạ, em xin phép. Anh Long thân mến, hồi nãy thì em có nghe mọi người nói rằng là trong một cái buổi reaction gần đây thì anh Lê Như Mẫu Lâm nói rằng anh rất là muốn đóng cái vai của Vân Trang trong phim này. Dạ, cùng với lại Kiều Minh Tuấn. Thì hôm nay không biết là đến đây với buổi premiere, buổi công chiếu này thì ý định của anh đang được triển khai như thế nào rồi hả anh? Xin mời Lê Như Mẫu Lâm. Thì trong dàn khác thì anh thấy cái vai hợp với Lâm nhất là của chị Vân Trang. Thì Lâm hy vọng là nếu mà có mùa 2, tất nhiên là mùa 2 thì tôi đã nhận phần 2 thì xin ông đạo diễn cho là một cơ hội để cắt vai chị Vân Trang. Bởi vì không, chị Vân Trang có thể đóng là mẹ của em. Đúng rồi, tại vì trong thời gian mà Lâm kết hợp với em Kiều Minh Tuấn thì đây là cái cặp sóng thần, cũng như là của chị hả? Không chị, không có đâu, em thấy là chị của Mokila. Nhưng mà thật sự là nhờ chị quay cho là có cơ hội chứ. Sao nãy giọng em khác mà, nãy giọng em mạnh miệng. Vô tình chị Vân Trang đứng gần đây cho em không hề biết luôn. Dạ. Anh nói tiếp đi, hồi nãy không hay là mình nói khác? Không. Đóng vai khác đi, không đóng vai chị Vân Trang được. Một tiếng phụ gì cũng được. Hỗ trợ anh em thôi, cho anh em trong nghề mà kiếm cơm với nhau mà xong ăn mà dựng chuyện. Ai mà được như vậy? Học lại con đạo đức và hạ tin vào lực nhân quả. Không, anh có trường ấy lắm. Em muốn vai của bé gì đi lạc á, ít thoại thôi xuất hiện cái đi lạc này để mọi người tìm kiếm mình để cho có giá trị hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hy vọng mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ kẻ ăn gian và ra rạp mua vé ngay từ bây giờ để ủng hộ cô sáu đồng học Kiều Minh Tuấn ạ. Cho là dàn cáp ngày hôm nay xem. Dạ, xin được cảm ơn các rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với buổi thảm đỏ quý vị nhé. Rồi, ăn cơm ăn. Chưa ăn đậu hủ anh ơi. Rồi, ok, go. Rồi, lấy xe thôi. Hút. Cái gì? Nữa.